Bạn mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đưa Đi, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng trên tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Vì ta chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Linh Đào. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó gọi nút start để chat bot. Tiếp theo chúng ta lựa chọn vào group Telegram channel như đầu tiên. Một cái Twitter này, một Medium này và một Facebook này, đang mở hết tất cả nên là ta follow này. Với Medium thì có thể các bạn sẽ cần phải bật VPN lên thì mới vào được. Follow này. Hiện là cái chỗ để người ta follow nhỉ. Củ khoai thật. Rồi chúng ta vào submit đi tên. Các bạn nhớ join cả kênh chat Telegram nữa này. Gửi username của kênh Telegram ta. Twitter profile. Chúng ta mở phần profiling này. Copy phần profiling. Medium. Mình không thấy cái nút follow ở đâu nhưng mà mình có khả năng là mình sẽ cần lép nhé. Đây, mình sẽ cần lép. Ta ấn vào phần avatar ngay tên ta chỉ lấy u lên. Mà các bạn sẽ lấy profile, ta ấn vào phần u lên. Copy phần profile và paste ra. Facebook, Facebook chúng ta ấn về từ nhà. Copy phần profile và paste ra. Địa chỉ B20 các bạn dùng BTH ở trên chất Ronet hoặc Metamask, chúng ta copy phần địa chỉ VTH sau quay trở lại các bạn tiếp vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chuyện Arop của dự án Linh Đào. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.